Đây, đồ cao Đức Quy xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay mình lên cái cần lô cần tay nha. Từ 39 đến 6,2 nha. 39 thì có một cây thôi, đa số là 4,5 nha. 6,2 cũng có một cây. Đây 6,2 thôi. Mình lên không mất thời gian, anh em mình lên cái đầu tiên nha. Mình lên cái đầu tiên. Cây này cây 6,2 nha anh em. Cái này là 6,2 5H. Cái này lóng chỗ này là 32 nha, lóng tay cầm này 32 nè. Cái này có giá là 230k. Cái này cứng 5H. Nặng nó là 550g nha anh em. Cứng nó là 5H nha. Trong còn ok nha nè, trong là còn rất là ok. Rồi, cái số 1 có giá là 230k nha. Rồi mình lên cây số 2 nha. Cây số 2 là cây 5m4 nha nè. 5m4 hiệu Ryobi nha. Made in Korea nha. Made in Korea. Cây 5m4. Cây này tay cầm là 30. Cứng 5H. Nặng là 450g. Giá 190k. Mình cân sẵn nha, chứ để mình lúc mình lên mình đo cái nữa nó nói chung là anh em thấy tin tưởng hơn. Nhưng mà nó lâu mất thời gian á, thì anh em tin tưởng thì mình làm trước, mình đo trước, mình làm sẵn cho nha. Rồi lên mình chỉ nói thôi, còn lên mình cầm mình đo mình cân nó mất thời gian anh em đó. Thì thông tin mình đã nói trên đây, mình nếu mà anh em chốt về giao cho anh em kiểm tra. Nếu mà không đúng theo mình nói ở đây, không đúng theo cái mình căn, không đúng theo hình ảnh này đó, thì anh em có quyền trả lại hàng cho mình nha. Hàng này mình giao là được kiểm tra hàng, được kiểm tra hàng. Chứ xin thanh toán cái này ok nha anh em, rồi mình ok nha. Nó có trầy ở đây nha, nó trầy nó giống như dơ dơ rồi sao ha. Thì mình lau chùi lại nha anh em, chưa có lau chùi chưa. Rồi. 190k nha, cây số 2. Rồi lên cây số 3, 5m4 luôn nha anh em. Cây số 3, 5m4, cái này một. Trên này là chỗ tay cầm là 30 nè. Cứng là 2H. Cân nặng là 400g. Giá là 180k. Đây là cây số 3 nha. Cái này cần này để anh em câu cá nhỏ nha anh em. 54 nha, câu cá nhỏ nha, đọt nhỏ nha. Đọt mỏng. Đọt này tầm 0,7 đến 1 ly nha. Cái này là câu cá nhỏ nha anh em. Sao cái đất này gì kỳ ta. Cái này đóng cuối nó bị vấn đề nha anh em. Tự nhiên nó tới đây cái nó đứng nè, nó bị kẹt vấn đề nè.
thôi, cái này mình để mình sửa lại, nhưng mà anh em nào mua mình bán cây này 140k nha. 180 mình sửa 140. Đây nó bị ra. Nó bị lóc cuối nó bị kẹt. Có kỳ vậy đó. Nha, máng về còn anh em không lấy thì mình để mình sửa lại nha. 140k đó, anh em lấy thì ấy không lấy thôi. Thứ ba. Rồi cây cái số 4. Số 4 là cây 5x4 nha, 5x4 cây này 1 hát thôi nha anh em. Cây này là 1 hát nặng 260g. Hàng giá 180 nha. Cây này đọt cũng mỏng nha nè. Cây đọt mỏng nha. Cái này không có nhỏ, cái viết cái mè phi phi nhỏ. Cái này là mà cây này là bao cảm giác anh em luôn nha, cái rô rồi đó, rô là dịch là bao cảm giác luôn. Cái này hiệu của nó nè, 4,5 mét. Rồi mình lên cây số 5 nha. Cái số 5 là cây số 5 2H 5H. Cây số cầm lóng, lóng cầm tay là 28. Cây này nặng 400g. Giá 170k. Do 170k là do ở ngoài nó bị hoàn hình như này anh em thấy không? Nó bị, nói chung là nó bị chạy. Những cái nữa là nó bị sao, nó bị phai màu chỗ này nè, cái lỗ này nó phai màu nè, chỗ này nó mới chạy mà nó phai màu nha nè, nó sáng trắng nó phai màu nè. Ở trong nó rất là ok nha. Những cái nữa, cái đọt này đọt thai nha, đọt thai từ đọt đẹp phép đỏ, từ đọt Olympic hoặc là đọt Daiwa nha, còn lại là rất hoàn hảo nha, ở trong ok nha. Cái này có một số điểm vậy nhưng bán với giá là 170 thôi. Cái này mới bán là bán giá 200, 220. Có số điểm là có cái đọt của nó đó. Đọt của nó là mình nói đọt này là đọt thai nè. Đọt đỡ thai nè, thai là từ Olympic hoặc là Daiwa nha. Cái đỏ, đọt cái đỏ. Anh em nào không cần đẹp, cần đi câu được. Rồi mình chọn cái này hợp lý. Cái này 170 nha, 170k nha. Rồi mình lên cây số 6. Cây số 6 nha, cây số 6 là cây 5x2, cây này giả trúc nha. Cây này cứng là 2H. Cây này giá 160k nha anh em. Cái này nặng 250g thôi. Nhẹ. Đọt thì mỏng, mình câu mình câu có nhỏ nha. Câu cái viết ha. Cái mè ha, cái phi nhỏ ha, cái rô ha, lồng tông ha, cái chung là mình câu cá nhỏ, cái chốt anh em miền Tây thì không có chốt, cái rô bóng. Giả trúc nha anh em. Giá trúc 5m2, 160. Cái số 6. Rồi mình cái số 7 nha. Cái số 7, cái số 7 là 5m, 5m, lóng này là 27. Cứng 5H, nặng 300g. Giá 150 nha. Cái này dây trong nhưng mà đọt đã bị thai rồi nha anh em. Có nắp luôn nha. Hai đọt với thai nha. Nên nè, đáng lẽ dây trong là chỗ này cái đọt cái khoen là có đầu bu nhưng mà đã thay luôn hai cái này là của đọt này là đọt của Olympic thôi vậy đây nè. Đọt là đọt phíp đỏ nha,
còn lại thì bình thường, còn lại là bình thường nha. Cần có sao mình nói vậy nha anh em, cần có sao mình nói vậy. Anh em nên khi mình có giá là 150 nha. Anh em nào đi câu không chơi xấu, không chơi cần xấu rồi ha, đi câu được mình đi thì mua cái này cho nó hợp lý, 150 nha, 5m cứng, 5m nha anh em. Cây số 7 rồi, lên cây số 8 nha. Rồi, lên cây số 8 cây giả trúc nha anh em, số 8 giả trúc. Cây này 5m2 nha, cứng cũng ngọt khách, nặng là 220g. Cây này giá cũng có 160 thôi nha anh em, giả trúc 160 thôi nha. Cây này là đọt nhỏ, đọt mỏng, thường thường mấy cái đọt mỏng mình bán nó sẽ rẻ hơn mấy cái cây, mấy cái đọt trời nha anh em. Tại vì một số anh em tôi thích cái cần thị trường thì thích cái đọt lớn nhiều hơn nha. Anh chăm là ok nha anh em, chăm là ok, chăm là rất là ok nha. Cái này 160k nha nè, cái này là bình thường, không có gì hết, nhưng bán giá rẻ. Rồi, cây số 9 nha, kính nhìn cây bô 4,5 m nha anh em, 4,5 m nha. Giờ tới 4,5 m, nãy giờ 4,5 m rồi, 4,5 m á. Rồi, 4,5 m nha. Cây này cứng 2H, nặng 150g, giá 130k. 4,5 m bán 130k quá rẻ nha. Cái này giả trúc nha nè, giả trúc mùa nó hơi chạy chút xíu nha. Đọt nó là nhỏ nha, đọt này có cái nhỏ nha nè, đọt nhỏ có cái nhỏ. Giả trúc ha, cần nó có lâm nhâm nha anh em, nhưng mà nó không có trầy mà nó lâm nhâm thôi, mà lâm nhâm vậy thôi. Nhóm đốm lai rai vậy đó. Rồi, cái này 130k quá rẻ nha anh em, 4,5 m đi câu cá rô cá mẹ nha, cá rô cá mẹ 130k. Rồi mình lên cây số 10, người này là 4,5 m nhưng mà 5H nha anh em, độ cứng là 5H nha, 4,5 m 5H. Cây này có nặng là 250g, giá 160k nha. Thường thường mình bán cây 5H thì nó cây đọt lớn nó mắc hơn xíu nha, hơn 20-30 ngàn nha. Rồi đọt lên em đọt về nha. Trong là ok, hoàn hảo nha em, ok nha. Này coi kiểu cũng giả trúc luôn nha. Rồi, cái này 160k, số 10. Rồi, mình lên cây số 11. Cái này cũng 4,5 m luôn nha em. Cái này là cứng 2H. Nặng 160g, giá 140k, mã số 11 nha. 4,5 m nha. Đó. Cái này còn nắp kìa. Đọt nhỏ, câu cá nhỏ. Đọt nhỏ, câu cá nhỏ nha. Bên trong là điều hòa ảo bình thường nha anh em, không gì hết nha. Anh em thấy không? Đó. Không chơi luôn nha. Cái này là nhâm nhâm này là không phải chày mà nó keo nhà sản xuất đó. Sản xuất làm này, cái cây này bị lỗi nha, nó sần vậy đó. Mà không có gì đâu, tại mình quay lên camera thấy vậy chứ bình thường ngoài không thấy luôn. Rồi cái này câu cá nhỏ nha. Anh em nào mua câu cá nhỏ thì câu, mua câu 140k thôi. Cái số 11. Rồi, mình lên cái số 12 nha. 12. À,
cây giả trúc 2 ha 4,5 m, cây này 150k, 150k nha anh em. Cây này là 2 ha, trứng 2 ha, nặng là 180g nha. Giá giả trúc đẹp quá trời luôn, còn có giá có 150k. Chất 50k nha. Còn là ok nha nè. Còn là ok hết nha. Dạ. Số 12 150k. Rồi, tiếp theo mình lên cây số 13 nha. Số 13 4,5 m, mình bán 120k thôi nha. Cho cái đít nó bị xấu nha. Đó. Đít xấu rồi mình bán giá 120k. Cây này 1 ha nha. Đây là đọt mẫu. Đợt siêu mẫu á. Này cảm giác nè. Này nặng có 160g thôi nha anh em. Cái này giả trúc nha. Giả trúc. Đợt mỏng nha. Đợt nhỏ, câu cá nhỏ nha anh em. Câu này câu cá rô nha. Cá rô, cá mè nha. Bên trong là ok nha anh em nè. Quá rẻ cho giá 120k. Nhưng đích nó bị vậy thôi nha. Cây số 13. Rồi lên cây số 14. Cây số 14 4,5 m. Cây này bán 130k nha. Đọt nó cứng hơn xíu 3 ha. Nặng 250g nha. Cây này của Suzumi. À, Suzumi nha. Ngoại hình này có bị chạy xíu nữa ha, chạy ra vận chuyển nha anh em. Đọt này đọt động không có đọt đặc luôn. Bên trong rất là hoàn hảo nha, ở ngoài chỉ có ngoài vậy thôi. Trứng 3 ha nha, con cũng không có nhỏ nha anh em, con có rô phi nhỏ mè. Trong thì nó vậy đó, nó không ngắt, nghe không? Rất là ok. Nó có cái đầu nó bị gì thế anh em. Anh về quấn chỉ lại, để về câu cũng được sao nữa nha. Thường nha, nó cũng cứng ngắt rồi nha. Rồi cây số 14 130k. Rồi cây số 15. Số 15 4,5 m nha, cây này 3 ha nha. Số 15 cây này nặng 250g. Giá trúc cây này còn đẹp nha anh em. Cây này còn đẹp. Ở trong rất là ok. Ok luôn nha. Ngay bon luôn, không cong luôn nha anh em. Cái này 150k nha anh em, 4,5 m, 3 ha. Rồi cái số 16. 6 4,5 m luôn nha. Cái này là cũng cứng là 1,5 ha thôi nha. 130k. Nặng 160g. À, số 16. 4,5 m. Dạ, đọt nó nha anh em, đọt nhỏ nha. Đọt nhỏ, đọt nhỏ. Giống như cây nãy vậy nè, cây này giống như cây nãy. Cây số số 11. Anh em cây này nó bị chắc bị thay đập nha anh em. Nha, chắc là bị thay đập rồi nè. Anh em mua thì mình để, còn không mua thì mình để mình câu nha. Cây này bán 100k thôi nha. Bán 100k luôn. Cây số 16 100k. 100k. Đó, bị thay cho nên bán vậy luôn.
cầm cả. À, cây số 17 nha. Cây số 17 là cây 4,5 m. À, cây này cứng 5H nha nè. Cây này bán 160k. À, cây này bán 160k nha. Đọt nó cứ cơ cứng nha, đọt cứng nha. Ngoại hình luôn. Bên trong là ok nha anh em, bóng luôn, bóng 7 luôn nha anh em. Bóng 7 luôn ha. Rồi. 160k cho cây 4,5 m số 17 nha. Rồi cái số 18, số 18 là 4,7 m. Cái này cũng 5H nha, cũng là 160k, nặng thì nó nặng hơn chút. À, nặng là 290. Cái này là của NFT là cái gì không biết, hiệu gì không biết nữa. Trắng như nóc nha, đất trên nóc. Rồi nha. Okay, bây giờ mình lên cái số 19 nha. Số 19. Số 9 là cái 4,5 m, cứng 2H nha. Giá 130k, nặng 150g nè. Cái đít nó bị gì nha. Nó bị dính keo nha nè, keo nó thấy ghê ha. Đó, tôi về số về lao nha, dầu xăng này lao ra hết trơn nha, ra bóng đẹp luôn á. Thì mình không có thời gian rồi mình lao nè anh em. Là cái phím đỏ nha nè, đẹp quá, bên trong ok nha. Đó, đỏ. Cái này cứng 2H luôn, câu cá nhỏ 4,5 m, 2H câu cá nhỏ nha nè. Trong ok. Rồi, cái này giá 130k nha, 130k. Cây số 19. Rồi, lên cây số 20. Số 20 là cây 4,5 m, cứng 1H nha. Cái này giả trúc, cây này bán 140k nha. Cái này ngoại hình còn đẹp nha, nên mình bán 140k. Đọc nó đọc mỏng nha, đọc nhỏ. Còn nhỏ câu cá nhỏ nha nè. Ngoại hình nữa ha, ok ha. Rồi, cái này 140k nha anh em. Cây 4,5 m. Rồi. Cây số 1, cây 4,5 m luôn, cứng 5H nha anh em. Cây này 210g. Đó, cây này hay 140k. Đít nhựa. Ok nha. Đó. Đọt quá nha nè. Ở trong ít chạy lắm nha. Cái này dính, dính keo nha nè. Dính keo. Về nè, lấy xăng, lấy xăng dầu lao cái nào ra, bóng đẹp lắm. Thì mình không có thời gian mà không có làm chuyện đó. Rồi, cái này bán 140k nha anh em, 5H nha. Rồi, mình lên tiếp tục cái 22 nha. Cái 22 là cán gỗ nha anh em, cán bằng nha. Đó, cán bằng, cái này 5m, ở ra cái 5m sau 5 lúc đây vậy.
ở tầm đây rồi. Rồi trên 5m cái này 1 hết nha anh em. Cái này bán 160k, cái này nặng là 210g nha. Cái này có phen phen chống nổ nha anh em. 1 hết. Đó. Đó tao quấn ấy nè. Này có phen đầu chống nổ nha. Trong là ok nha nè. Này câu câu cá cá rô, cá cá chốt. Cái mè. Câu này là bao cảm giác luôn, cần này có một phát thôi nha. Rồi. Tên nội địa nữa ha. Rồi, cây này mình bán giá 160k. Cây số 2. Rồi, rồi tiếp cây số 3. Số hôm 3 là 4,5 m, cây này 2H. Nặng 200g, 150k á. Cái này ngoại hình còn được nha anh em. Em bán giá 150k nha. Rồi, đọt nó anh em. Trong đọt rất ok anh em thấy không? À, ở trong thấy không? Bóng rồi, bóng mượt thấy không? Ngoại hình ok thì bán giá đó bình thường bán giá 140, 140. Cái này thì câu cá nhỏ đó nha anh em, đây là 2H nha, hiểu nó nha. Tên là địa ha. Rồi 150k cây số 3. Rồi số 4. Số 4 này là 4,5 m, đọt 6H, đọt cứng nha. Cứng 6H nha. Đó, mình bán có 120 thôi nha. Này nặng 180g nha. Do ngoại hình nó xấu, phải xấu gì nó hơi chạy vậy nè. Đọt nè, ôi ôi cái đọt, này câu cá kéo cá khủng luôn. À, 46 kèo câu con cá lên là thôi liền cứng. Đây mình bán nó 120 thôi nha anh em, mà nó xấu nha, bán 120 thôi nha. Rồi lên cây cuối cùng, cây số 25 là cây có 39 thôi nha anh em, cây nó 2H nha, 120k luôn, 120k luôn, cây này nặng 190g nha, rồi chín nha. Cái này có nó bị nối chỗ này nha, không phải nối mà nó ừ này nối thôi, nối nha nè. Câu bình thường nha, nè mình cong bẻ cong là bình thường nha, nè bình thường nha. Bán giá mình bán 100k anh em ơi, cái này bán 100k nha, nào mua được mua, sửa lại giá lại 100k nha, 100k, cây số 500k nha. Rồi à, anh em thấy thích kênh mình thì đăng ký giùm mình nha, để cho mình lên cái video mới thì anh em xem được thông báo á. Rồi, xin chào anh em nha. Chúc anh em một ngày tốt lành nha.